Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Batman. Đây là một vị tướng thực dạng là hàng khủng của Liên Quân Mobile, rất là mạnh, giá tiền mua thì rất là cao, nhưng mà về cuối trận thì lại thực dạng là hơi bị yếu. Thì được không dưới là một người đã yêu cầu mình làm clip này trong comment của những người đã xem kênh YouTube của mình. Rất là nhiều bạn, không phải là thực dạng là cũng bạn đấy cũng yêu cầu khá là nhiều lần rồi, mà cũng khá là nhiều bạn yêu cầu. Vì thế nên hôm nay mình táo bạo và mạnh dạn làm clip đề về vị tướng Batman nha. Bạn ấy hỏi tại sao anh có thể giải thích cho em là tại sao mà Batman về cuối trận lại yếu vậy không? Thì anh mình cũng xin nói như thế này. Tại vì sao vị tướng Batman này về cuối trận nó lại yếu? Tại vì đầu trận nó rất là mạnh, lên cuối trận nó lại yếu. Đấy, cái cuộc sống mà, đấy. Đúng không ạ? Nói chung là đầu tiên thì mình yếu nhưng mà sau này thì mình là mạnh. Đấy, hoặc đầu tiên thì mình rất là mạnh lực lưỡng nhưng mà cuối cuối năm cuối cuối đời thì mình lại khá là yếu. Tại vì sao? Tại vì gọi là san đi bù lại thôi. Ai mà cứ khỏe mãi, lúc đầu trận đã khỏe rồi cuối trận nó cũng khỏe, thế thì làm sao ai đánh được? Đây thì mình cũng chỉ biết như vậy thôi. Hiện tại thì Batman thì cũng không có thấy được gọi là tăng sức mạnh hay là giảm sức mạnh gì hết, vẫn cứ đều đều đặn đặn. Giờ ơi, có trang phục rơi địa ngục và đôi cánh đại dương. Ủa mình nhớ là, à đúng rồi đúng rồi, thì sao luôn Batman chỉ có hai trang phục khá là ít. Đây là một vị tướng thuộc dạng là cũng không phải là ít người chơi, nhưng mà cũng không phải thuộc dạng là nhiều người chơi cho lắm. Nó cũng vừa vừa phải phải, không giống như là một số vị tướng DC như là Superman. Đấy, Superman thì người ta sử dụng thường xuyên luôn. Đấy, có khi còn bị cấm cơ, hãnh diện làm sao. Nhưng mà Batman thì không được như vậy. Tại vì cái điểm yếu của vị tướng Batman này về cuối trận khá là phế. Không phải là phế mà nói chung là nó không có được mạnh như lúc đầu trận. Vì thế nhưng trong đội mình có vị tướng Batman hay là mình muốn chơi vị tướng Batman, cảm thấy thắng được, thắng nhanh thì hãy cố gắng thắng nhanh. Chứ đừng để về late game thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đấy, mình chỉ muốn nói vậy thôi. Bebe thì mình sẽ lên cho nó cái dìu Leviathan nha mọi người. Mình lên giáp cho nó. Nếu mà lên đam mình nghĩ rằng nó sẽ bốc hơi khá là nhanh đấy. Nếu mà lên đam ấy, mát đam thì rất là nhanh. Vì thế mình lên nửa đam, nửa nửa giáp. Nói chung là làm sao cho nó mình một chút chống cự. Đầu trận thì rất là khỏe. Tại vì cái chất tướng nó mạnh từ đầu trận rồi. Chứ không có phải là không có tướng nào solo Batman lúc đầu trận được hết á. Tại vì cái nội tại của chiêu 2 của nó hồi máu này, làm choáng này, rồi nó còn nổ cái tẹt này, chiêu 1 thì khoang rộng này, mạnh lắm. Thiệt, không phải vừa đâu nha. Tại bên bạn thông thạo nó cũng cứ gớ gớm nhỉ, có mỗi Kred là thông thạo không được ổn cho lắm. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái chiêu 2 là đầu tiên nha. Mình tăng chiêu 2 nha, chiêu 1 cũng được thôi. Leviathan thì cái trang bị như này mình ấy nhá, mình sẽ nói trang bị sau nhá. Mình cũng chả biết trang bị nó mặc định nó như vậy, thôi kệ. Từ từ mình vừa đánh vừa nói sau. Mình sẽ lên cho nó cái gì Leviathan và cái thương xuyên phá. Chà, bụp. Bụp chà. Đôi cánh đại dương ấy, là trang phục ghi gớm nhỉ. Hay lắm. Ăn rừng rất là nhanh nha. Mấy bạn trông vậy thôi nhưng ăn rừng khá là nhanh đấy, không có chậm chạp gì đâu. Mà nó ăn rừng nó lại không mất máu nữa cơ, chứ không phải là bãi nhanh lại còn không mất máu nữa cơ. Vì tướng này ăn rừng cũng giống như thuộc dạng Kryn Nát ấy, ăn khá là nhanh, có khi còn nhanh hơn cả Nakaroth nữa cơ. Nhưng mà nó lại không có cái chiêu gì mà băng có bức tường, vì thế nên cướp rừng thì đối với Batman lúc đầu trận rất là khó. Nếu mà chẳng may cướp được thì cũng bỏ mạng ở nơi xa trường thôi, tại vì theo bên bạn nó vào rừng nó hỗ trợ ấy. Nó có chiêu nó chạy, nó đánh như sấp mặt ra. Batman thì cầm làm gì có chiêu gì chạy, không có chiêu chạy, không có chiêu gì lướt qua được bức tường. Thật ra thì cướp rừng lúc đầu đối với Batman này là một điều khá là khó khăn. Wow. Đây, có chuối. Ui giời ơi, hụt rồi. Xin lỗi mấy mọi người nha. Trời ơi, một pha làm ẩu tả của mình. Trời ơi, mình đánh như thế, cuối cùng nó chạy về mất tiêu. Nó né được cái chiêu 2 của mình. Đây, Diêu thêm bạn sẽ phải nằm xuống. Tên mình đang tràn vào rất là đông. Bắt treo nát trước. Treo nát nằm xuống này anh. Trời ơi, này chị chứ quên. Hỗ trợ được hai mạng rồi.
Đâu rồi, rồi diêu 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 hy sinh nè. Vâng, một con dơ nó chỉ cần bay đến người một cái thôi cũng đã nằm xuống một người rồi. Hay lắm, tốt lắm. 3-1, mình giết được một mạng và hỗ trợ hai, như vậy là ba mạng đều có sự can thiệp của Batman. Người ta gọi là Batman chứ mình gọi là Batman ấy, tại vì mình người Việt mà, mình đọc tiếng Việt chứ mắc mơ gì mình đọc tiếng Anh. Batman gì. Nó thẳng ra một điều á, thì những bộ phim về siêu anh hùng mình không coi đâu, cũng không bao giờ coi, tại vì nó siêu anh hùng là mình thấy nó ảo ảo rồi, mình đâm ra mình chả bao giờ mình coi. Người gì mà bay như chim như thế, ngoài đời không có thật, đâm ra mình ít coi lắm. Vì thế những vị tướng như Wonder Woman này, Superman này hay Batman này mình có sao giờ mình xem đâu mà. Chắc là một số bạn rất là thích xem mấy bộ phim như này đúng không? Rất là nhiều luôn nhưng mà ít đâu, nhưng mà mình lại không thích. Mình sẽ lên cho nó được cái giày hơi mét nha, đi cho nó nhanh. Đấy, Batman là phải gọi là tàng hình một cái là mình đi, mình thông nó. Đằng sau là mình quất thôi. Một dồn một combo phát là phải chết. Đấy, dồn combo vị tướng nào cũng phải chết hết trơn ấy. AD hay là pháp sư là phải chết. Chỉ có những vị tướng như châu bò thì không thể chết thôi, chứ còn những vị tướng AD pháp sư là mình phải dồn chết. Đấy, có bộ vị tướng Batman này thì nó rất đơn giản thôi, mình ấn tàng hình. Hoặc xong rồi mình sẽ sử dụng chiêu 2. Chiêu 2 trúng một phát là mình lao thẳng vào đối phương luôn. Chiêu 2 dùng cái chiêu cuối lao thẳng vào mặt đối phương, đánh làm choáng, sử dụng chiêu 1 và hy sinh một em. Đấy là những gì mà mình được biết như thế. Bạn nào có cách combo hay hơn thì có thể comment bên dưới clip này cho nhiều một số bạn tham khảo nhé. Mình chơi con này vì tướng này rất là ít. Đấy, đâm ra thì mấy bạn thông cảm chúng mình với mình chơi không hay. Nói chung là giới thiệu không được tốt thì cũng bỏ qua, tại vì mình không có hay. Hãy xem ta đây, hy sinh. Úi dồi ôi, Ari ơi, chảy mạng của người ta đấy, người ta đi gắn như vậy luôn á. Mọi người thấy Ari đánh hay không? Biết mình tàng hình chuẩn bị bay vào, phát là bạn cũng bay vào luôn. Đấy, đánh như vậy, đồng đội phải như thế nó mới có thể dễ dàng chiến thắng được. Do team mình đã bị hạ gục rồi. Ủa? Tiếp theo thì mình sẽ cho nó cái thư chuyên phái nha. Sorry Ari. Vâng, sorry Ari nha. Không sao, không sao, không sao. Chúng mình là một gia đình mà, đúng không? Hi hi, ai hi đúng không? Wow, Ari hay quá. Cứu được bạn thành công luôn. Hên là Laurier đây mình ngoéo ngoẻm. May có Ari nó đến kịp thời bật chiêu cuối. Rồi, mình sẽ ba bắt AD với cả support em bạn. Alice với cả Chalanat. Đây, có chuối. Mọi người xem mình đây nè. Rồi xong, sử dụng chiêu 2. Chiêu cuối, mất xác của em. Trừng trị làm chậm vị tướng Chalanat. Chalanat đứng lại. Em ơi. Chết nè. Thu nè, solo làm sao được Batman hả anh? Hãy xem ta đây, đánh hồi máu nè. Ê, chết queo chưa? Oh man. Ôi trời ơi, mình đứng né cái chiêu 2 của con Ryu rồi đó. Mình hứa với mọi người mình đứng né rồi sao mà vẫn chết nhở? Mình đứng sát tường rồi mà. Ui dồi ôi, cái bức tường nó cản đường mình làm mình chết vào đấy, không là mình né sang bên này một tí xíu là sống rồi. Ui chết quá. Đen. Không sao, vẫn được cái triple kill ngon lành cành đào. 1 đổi 3, khoai thì cũng đổi đúng không? 1 đổi 2 là khoai đổi rồi chứ đừng nói là 1 đổi 3. Thơm. Đấy mọi người thấy không? Ui dồi ôi, Alice nửa cây máu, treo nát hơn nửa cây máu, diêu đầy cây máu mà mình vẫn quất ba thành viên các bạn chết không kịp ngáp. Xém nữa còn sống được cái chiếc khổ. Cái xíu nữa là sống rồi đó. Hay lắm, đang đánh nhau rồi. Wow, thịt là đá quá đi. Có chuối, treo nát nè. Ui dồi ôi, treo nát ơi. Anh đến đây. Hãy xem ta đây. Xèo. Ơ, sao lại không ăn? Ui giời ơi, tiếc quá. Mình ăn luôn à? Đấy, mình tính giúp bạn thôi mà. Ai ngờ mình ăn luôn, xin lỗi bạn nha. Sorry, I am sorry, very good. Oh, yeah. Tiếc quá.
Thế mình không ăn được treo nát thì mình kìa đi ăn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lên cho nó cái dìu Hyuga nha mọi người. Dìu Hyuga thì cái nội tại của nó mọi người có thể đọc kỹ cho mình từng cái. Rất là lợi dành cho Batman luôn. Thôi bạn ơi, tại sao bạn ăn bộ đỏ của tớ? Túc táo một cái bàn tay này à? Vãi cả lều, ăn hết luôn, đau. Mình cần bộ đỏ để làm chậm đối phương ấy. Đó, chạy rất là nhanh nha. Nội tại của vị tướng này nó là vậy. Rồi, có chuối, nằm xuống đi Diêu ơi. Nằm xuống đi, ui ôi, mình ấn nhầm kia vãi cả lúa. Thôi xong rồi. Này, chạy này, hư này, giết nó. Đúng rồi, hay lắm bạn ơi, tuyệt vời. Về, chúng ta cùng đi về nào. Đó, đi rất là nhanh, di chuyển rất là nhanh. Nhưng mà mọi người phải nên nhớ rằng một điều nha, lúc đầu mình xanh cỡ nào thì xanh, mình có đánh hay cỡ nào thì đánh hay. Tốt nhất là phải thắng nhanh, được thì thắng. Đừng để lét game, bởi vì cuối trận thì mình sẽ không đảm bảo được chiến thắng nó sẽ xảy ra với bạn đâu. Mình đã gặp rất là nhiều trận rồi, Batman team bên đối phương rất là xanh luôn, nhưng mà cuối trận thì rất là yếu. Tại vì chất tướng nó là như thế, không phải là nó yếu, nhưng mà về cuối trận nhiều vị tướng khác nó còn mạnh hơn rất là nhiều. Đầu trận thì không có ai địch nổi đâu đấy, nhưng mà cuối trận thì không ai biết được. Vì thế mình có một lời khuyên cho mọi người, đó là chơi vị tướng Batman này phải là nhanh, gọn và lẹ. Không được nhây nhai dây dưa, cứ đừng cứ nghĩ mình xanh lẹt rồi mình nhây. Cuối trận phế lắm. Không, đến lúc mấy bạn thua mấy bạn mới kêu là ui dồi ôi, biết thế em nghe lời anh. Ơ thôi, what the fuck, bấm gì này. Chứ cuối vị tướng này cũng khá là nhanh nhở, hồi rất là nhanh nhá. Ai đau nè, quắn cho bây giờ nè, đau nè, đi về rồi, đi về bạn ơi. Ồ, Wonder Woman xong mấy cấp 6 thế này rồi, xong Wonder Woman nãy giờ AFK. Úi dồi, hit một hit này, một em nằm xuống, hai em nằm xuống. Xẻo, ba em nằm xuống. Double kill, triple kill, hoa đa kill. Quá đẹp đẽ, sạch sẽ. Châu theo tôi không cần đẩy. Đúng rồi, bảo kệ AD kìa bạn ơi. Thôi bán này đi, mình sẽ lên cái đó kiếm Muramasa đánh cho nó phê. Đó, dìu Hyuga xong rồi mình sẽ lên cho nó kiếm Muramasa nha. Đánh một phát là một combo là phải hấp diêm này à. Hãy xem ta đây, một cân thế. Úi dồi ôi má ơi, mình thề mọi người luôn, mình nghĩ phát đấy chỉ có mỗi con Wonder Woman, ai ngờ đâu nó kéo một bầy một đàn ra, nó quánh mình sấp mặt luôn. Ở con Jill này đau quá nha. Mình lên kiếm Muramasa xong mình sẽ lên kháng phép nha mọi người. Mình sẽ lên giáp gai A hoặc là mình sẽ lên cái huân chương choi gì đấy. Ai chà chà, Jill bên kia nó dồn sát thương đơn vào mục tiêu ấy, rất là hốn luôn. Đã vậy đồng đội nó còn đè mình, nó quánh cho nữa, đủ các kiểu con đà điểu. Thế là sấp mặt lần thứ hai, phải cần lều. Rồi, có bộ kinh công rồi, hay lắm. Xèo. Đó, vậy là chết con quái rồi, nhanh không? Mọi người nhìn này. Xèo, đánh một phát. Đánh phát nổ chết. Đó, thấy không? Úi giời, sử dụng cho hai phát đánh thường, một phát nổ, đùng thì chết con quái. Tịch đá quá đi. Có mùi xanh luôn nè. Ngon nha. Còn tiếp theo thì mình sẽ cho nó cái huân chương choi nha, kháng phép nha. Cho động phòng bạn Diêu, bạn ấy khóc tiếng Thái với mình luôn. Đâu rồi. Hello mấy cưng. Rồi, giao tranh rồi. Hãy xem ta đây. Ta là ai. Giết hết luôn. Úi dồi, mình đang giết hết mà. Hình như phát đấy mình giết được hai người thì phải. Trời ơi, một mình chết mà team bên mình chả ai chết cùng mình hết trơn. Buồn vã làm sao. Đấy, mọi người thấy mình chơi hổ báo không? Hổ báo như thế, theo mấy bạn mới chết hết được. Đấy, win ngay. Quá là ghê gớm. Đẩy lâu là theo bên kia nó sẽ lật được kèo đấy. Tại vì con Crest cuối trận nó rất là mạnh. Wonder Woman thì nó không phải vừa. Treo ăn nát thì nó cực kỳ mạnh. Và ấy, theo bạn thì quá là ghê.
Đấy, diêu thêm bạn thì dồn sát thương đơn mục tiêu thì gọi là một hit ăn chết hết luôn. Vậy là quý rồi. Thì cách chơi Batman cũng như là trang bị Batman thì mình cũng đã nói trong clip rõ ràng rồi. Mong mọi người sẽ ấn một lượt like và một lượt subscribe kênh giúp mình nha. Đấy là đăng ký kênh ấy. Để cho giúp mình sớm đạt được 400 ca súc trong thời gian sớm nhất nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Và chúc tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe để xem clip tiếp theo của mình nha. Bye bye. Ai hi. Vì nghe Wonder Woman nó bị AFK mà. May là bên kia AFK không tí đâu vỡ mồm với nó. Không sao, mình mới được MVP chứ. Yeah. Mời lại à? Ui giời ơi, tớ không chơi nữa đâu. Tớ nghỉ rồi. Đánh hay quá, đồng đội với mình liền. Đấy, ngon. Rồi bye bye mọi người nha. Nhấn like cho mình nha. Comment cho mình biết vị tướng gì muốn tiếp theo nha.